Rồi chào quý anh em nha. Hôm nay có bộ ba nắp của rim Super đời đầu đời 9998 cho anh em nha. Thanh lý cho anh em. Bộ này rất đẹp luôn. Giá thì cứ gọi là yêu thương nhất có thể rồi anh em ơi. Bộ này thì nói chung là keng anh em, thuộc dạng hàng VIP đó chứ không phải hàng xấu đó anh em nha. Sơ nhất là sơn zin, đẹp. Nhũ này rất là đã luôn anh em nha. Bộ này nhìn anh em nhìn lớp nhũ của nó này. Len keng luôn, thấy chưa? Ghê không? Đó. Nhũ nó ánh kim tuyến anh em, gọi là cái ánh kim tuyến á thì con này khỏi chê luôn nha. Thấy nước chấm luôn. Thì có nhiều anh em lại thích cái nước sơn của bọn Super này hơn là rim Thái, tại vì nó ánh nhũ lên. Còn rim Thái thì nó là màu trắng phấn nha anh em nha. Rim Thái là nó không có nhũ, nó trắng trơn. Còn con Super là nó trắng, là nó ánh kim lên rất là đẹp. Đây. Thực ra Đạt thì Đạt cũng thích con màu của cái sơn của Super này hơn, tại vì nhìn nó keng hơn anh em. Rim Thái thì nhìn cái màu nó cứ đều á, còn con này thì nhìn nó keng hơn, nó sáng hơn rất là nhiều. Thì đặc điểm phân biệt của lốc Super so với rim Thái, thứ nhất là anh em sẽ nhìn thấy cái màu sơn của nó. Thứ hai là anh em nhìn cái chỗ lốc lửa này, anh em sẽ thấy nó không có chữ Made in Japan nè, thấy không? Nghe đây nè, rim Thái là chỗ này nó có chữ Made in Japan, Super nó không có. Còn lại là nó y chang nhau ha, từ mang cá tới kích thước cho tới cái form là y hệt. Đây anh em thấy không, cái form này là y chang lốc của rim Thái luôn. Cho nên là nhiều anh em chúng ta giặt từ Super đời đầu lên rim Thái, nhiều anh em chúng ta nhìn cho anh em sẽ không biết là xe giặt, tại vì mình nhìn nó giống y chang nhau nhưng thực chất là nó có khác nha anh em nha. Nhưng nó khác ít, kể cả lốc ở phía trong luôn, lốc ở phía trong nó cũng là lốc gần 5 luôn, thấy không, cũng y chang nhau luôn à. Đó, lốc rất là đẹp nha anh em, lốc rất là mới đấy, thấy không, cực kỳ keng luôn. Thì bộ này á, nước sơn đẹp nha anh em nha, nước sơn đẹp, bao anh em xài đang sử dụng rất là ngon lành cành đào luôn. Sơn zin là màng cá như mới luôn nè, màng cá mới ghê luôn. Đó. Rất đẹp luôn nha. Đó, lốc nồi rất là đẹp luôn. Ốc chỉnh nồi zin cho anh em nha. Ốc chỉnh nồi zin luôn. Chỉnh nồi rất là mới nha anh em. Ốc chỉnh nồi này zin theo xe. Chuẩn đẹp cho anh em. Con ốc rất là đẹp luôn em. Này, con ốc vàng khè xanh lè này ha. Đó, chưa? Nói chung là ok nha anh em nha. Bộ này là rất là đẹp. Đây. Nắp lửa này, mới chưa? Anh em nhìn nắp lửa này, phía trên này. Mới đẹp nha anh em nha. Rất là đẹp. Ok ha. Thì bộ ba nắp này anh em giá thị trường thì đâu đó khoảng tầm 2 triệu, 1,8 triệu đến 2 triệu nha. Thì cái này nó hạt với anh em là mình mua những cái này á, đa số là anh em thấy tại sao mình lại đăng như thế này, tại vì đa số là mình mua đồ rời anh em. Có những kèo người ta hú mình mua, tại vì người ta muốn bán nhanh á thì ta sẽ hú mình mua, còn nếu muốn bán chậm á, bán lời nhiều hơn á thì người ta sẽ kiểu dạng bán cho khách ở ngoài ha. Thì kèo thơm thì người ta sẽ hú Đạt và người ta muốn bán nhanh thì Đạt, thì những kèo này thì đương nhiên là Đạt chốt thôi, kiểm tra nó không bị lỗi lầm gì thì mình sẽ chốt ha. Và bộ này thì mình bán cho anh em giá cực kỳ thơm luôn, giá rẻ hơn là giá ngoài chợ giao cho Đạt luôn, là 1 triệu chẵn nha anh em nha. Tại vì có những cái đồ mình sẽ bán ra chợ, mà có những cái đồ thì bên chợ họ sẽ giao cho mình, tại vì một số món thì mình không có đủ bán anh em. Ví dụ như ba nắp này kia là không có đủ bán, thì đôi khi chợ họ giao vô thì mình phải test xem là đồ này nó có chạm chưa, nó có làm gì chưa. Thì riêng bộ này á, là cam kết cho anh em là chưa làm gì. Bộ này là mình lấy nha, chứ không phải là bộ này mình rã đâu. Bộ này là mình lấy á, bộ này là lấy lại á. Thì bộ này rất là đẹp, giá êm lắm, rất là êm luôn thật sự. Anh em nào mua được bộ này á, thì mình tranh thủ mình mua, vì giá nó cực kỳ rẻ luôn, nó có 1 triệu thôi. Ba nắp, nắp nồi, nắp lửa và mang cá cho anh em đầy đủ luôn nha. Nước sơn zin bao đẹp cho anh em. Về là mình gắn vô mình chạy liền. Gắn vô rim Thái cũng được, gắn vô Super cũng được, gắn vô rim lùn cũng được nha. Đó. Thì anh em nào chúng ta cần thì anh em liên hệ, rim Thái gắn ok luôn nha anh em nha. Đó, tại nói chung một form hết à. Thì nó rất là đẹp, bộ này thì anh em lên xe VIP thoải mái nha. Tại vì nhìn nó keng lắm, chữ Honda nó còn chưa mờ cái sơn đen luôn nè, thấy không? Rất là đẹp. Thì anh em nào cần thì liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều ha.